một khối đất vô tri vô giác ban đầu, với đôi tay khéo léo, tài tình và tình yêu nghề, những nghệ nhân ở làng nghề heo đất Lấy Thiêu, thành phố Thuận An đã tạo ra những chú heo no tròn với nhiều loại hoa văn, màu sắc khác nhau. Đây là một trong những làng nghề lâu đời và được nhiều người dân lưu giữ đến thời điểm hiện nay. Trong chương trình Tôi yêu Bình Dương của kỳ này, Ngọc Hà cùng quý vị đi khám phá những điều thú vị ở làng nghề heo đất này nhé. Dạ em chào chị. Chào em. Dạ, theo em được biết thì nghề làm heo đất đã ra đời cách đây gần nửa thế kỷ và được quy tụ ở nhiều khu vực khác nhau, trong đó có Lấy Thiêu là cái nôi của làng nghề làm heo đất của mình. Vậy đối với gia đình của mình thì làng nghề heo đất này đã gắn bó được bao lâu rồi ạ? Cái nghề heo đất này của mình làm từ thời ông ngoại cho tới thời mẹ, rồi sau đó nữa là tới thời đời con. Ba thế hệ rồi, tính ra cũng mấy chục năm á. Dạ, vậy chị đang làm công đoạn gì chị ha? Công đoạn này của mình đang làm là sơn. Mình sơn lên cho người ta trong nhà thợ người ta vẽ. Dạ, vậy theo em được biết thì làm heo đất này rất là nhiều công đoạn. Vậy theo chị thì công đoạn nào là khó nhất ạ? Theo mình nghĩ công đoạn làm heo đất này là khâu vẽ là quan trọng nhất. Là cần người khéo tay, tỉ mỉ. Chẳng hạn như con heo đất này mình phải tô trái rồi vẽ lá, rồi tới khâu ở trong nhà là mình tạo cho những chú heo phi đột hình đó, ngủ nghỉnh này kia, mình đi qua nước Campuchia nè. Dạ, vậy để thực hiện được cái công đoạn trang trí như vậy thì mình có mất nhiều thời gian không chị ha? Ví dụ ăn thua người thợ vẽ, ví dụ một công đoạn này thì gồm 3 khâu. Công đoạn vẽ trái nè, qua vẽ lá, rồi xi. Rồi vô trong nhà thì công đoạn những thợ sơn là phải tỉ mỉ, vẽ từng nét tỉ mỉ, sắc sảo con heo bắt mắt người ta mới mua. Dạ, em xin cảm ơn những cái chia sẻ của chị. Chào cô. Dạ. Cô đang làm công đoạn gì vậy cô ha? Cô đang vẽ theo đơn đặt hàng của khách là con này con gấu bu. Dạ. Dạ, theo con được biết thì công đoạn trang trí được xem là công đoạn cần sự khéo léo và tỉ mỉ nhất. Thì đối với cô thì cô có xem đây là cái công đoạn khó khăn nhất? Nói chung lúc đầu thì vẽ thì khó, nhưng mà cô làm đã quen mấy chục năm rồi thì dạ, thành ra cái này cũng dễ. Dạ, cô gắn bó cái nghề này cũng lâu rồi cô ha? Nên cô gắn bó nghề này là nay 43 năm rồi á. Dạ, 43 năm. Ví dụ như là con làm muốn học nghề thì mất bao lâu thì con có thể vẽ được như cô? Nếu mà con muốn học nghề là con cũng cả tuần lễ, nhưng mà mỗi một mẫu là con phải học 5-3 ngày. Dạ, nó mới ra một mẫu. Đây cô làm nhiều mẫu lắm. Dạ, mình có cố định những cái mẫu vẽ này không cô ha? Thì ví dụ khách hàng đặt gấu đen hay là gấu bu hay là con mèo. Dạ, thì con phải vẽ theo đơn của khách hàng. Dạ, là theo cái màu sắc người ta quy định luôn hay sao? Thì người ta thích màu nào thì mình làm theo màu nấy. Dạ, vậy cô có thể ước tính là một ngày mình ra được thành phẩm bao nhiêu con không cô ha? Chắc một ngày nhà cô làm là cũng cả ngàn con. Ngàn con nhiều lắm đó cô ha. Dạ, ở đây rất là nhiều mẫu, rất là nhiều các cô chú đang làm. Rồi đối với cái nghề heo đất của mình á, thì mùa nào gọn thì được xem là mùa cao điểm nhất ạ? Tháng 10 thì cô làm hàng sẵn đặng bán cho dịp Tết. Dạ. Cô làm hàng cô để đó để cho bạn hàng, khách hàng lại đặt rồi chỉ lấy thôi. Dạ, đem về bán. Dạ, ở đây thì con thấy cơ sở mình có rất là nhiều mẫu cũng như là có rất là nhiều heo đất, với lại các cô chú cũng đang làm việc rất là nhiều. Thì không biết là các mặt hàng ở đây thì mình sẽ cung cấp cho thị trường nào cô ha? Cô cung cấp nhiều là cho trong nước, rồi giờ
tháng 4 này là cô cung cấp hàng này cho Campuchia. Dạ. Nó cũng lấy heo nó bỏ ống á. Dạ. À, bây giờ con cũng muốn được thử với cái công đoạn trang trí này thì không biết là cô có thể chỉ con được không ạ? Rồi con cứ lấy con heo đi, cái con làm giống cô. Dạ. À, con thấy là cái công đoạn này cũng rất là thú vị. Con cảm ơn những chia sẻ của cô về cái làng nghề heo đất của mình. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây các gia đình làm heo đất đều có lò nung tại nhà và thực hiện từ công đoạn đầu tiên cho đến cuối cùng để có được thành phẩm là chú heo đất no tròn, sặc sỡ, làm say mê không chỉ trẻ thơ, thì thời gian gần đây, do yêu cầu bảo vệ môi trường, nghề làm heo đất cũng có nhiều thay đổi. Theo đó, người làm heo đất lấy thiêu không còn thực hiện những công đoạn đầu tiên như là nặn đất, đổ khuôn, mà họ lấy heo đất, nung sẵn, rồi về sơn vẽ, trang trí để bán ra thị trường. Ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về công đoạn này nhé. Xin mời quý vị. Xin chào các anh chị. Sáng giờ thì chúng ta cũng đã được tham quan cơ sở làm heo đất. Thì anh ấn tượng gì về cơ sở này? Trước đây thì tôi cùng với ban chấp hành chi đoàn cũng hướng dẫn các em thiếu nhi đến đây tìm hiểu về làng nghề truyền thống. Thì tôi thấy rất ấn tượng với các cơ sở làm nghề heo đất. Vì họ rất là vất vả từ cái khâu mà làm nguyên liệu, rồi nung heo đất. Và đặc biệt là ở cơ sở này thì tôi thấy là cái việc mà vẽ trang trí thì nó rất là hấp dẫn. Tuy nhiên cũng cần phải đòi hỏi cái sự chính xác tuyệt đối trong cái việc mà chuẩn bị vật liệu, rồi có sự sáng tạo trong cái cách nét vẽ để thổi hồn vào chú heo đất. Chúng ta nhìn vào chú heo đất chúng ta thấy nó phải có sự đổi mới sáng tạo thường xuyên để cái thu hút các em nhỏ cũng như là người lớn, thì tôi thích yêu thích công đoạn này. Theo được thấy thì các anh chị đang thực hiện cái công đoạn trang trí, thì không biết là cái công đoạn này có làm khó mình không? Thì chúng tôi cũng lần đầu tiếp xúc thì thấy cái việc là nó cũng tương đối khó, tại vì ngoài cái mẫu trang trí sẵn có thì chúng tôi cũng bắt chước các anh chị trong này, tuy nhiên thì nét vẽ nó cũng không được đẹp so với các anh chị làm lâu năm ở đây, thì đây cũng là thử thách đối với chúng tôi. Tuy nhiên thì khi mà thực hiện thì tôi cũng cảm thấy vô cùng thích thú, và trong tương lai tôi sẽ hướng dẫn các em thiếu nhi tại trường của tôi tiếp tục quay trở lại đây để thực hiện, xin cái cơ sở cho tham gia thực hiện việc vẽ heo đất để giúp các em tìm hiểu sâu thêm về làng nghề làm heo đất này. Trước đây ở phường Lấy Thiêu có khoảng hơn 300 hộ làm nghề heo đất, nhưng đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn khoảng 20 hộ gắn bó với nghề. Mặc dù là số hộ gắn bó với nghề đã giảm, nhưng mà về chất lượng và những sản phẩm làm ra thì luôn đáp ứng được những yêu cầu đa dạng về hình thức và có sức cạnh tranh ở ngoài thị trường. Nhờ vào sự hỗ trợ như là quan tâm của chính quyền địa phương thì các làng nghề truyền thống nói chung và làng nghề làm heo đất ở Lấy Thiêu nói riêng thì luôn được duy trì và phát triển, đặc biệt là những thế hệ trẻ như chúng tôi thì luôn giữ gìn và phát huy những truyền thống, những vẻ đẹp của những làng nghề ở nơi đây. Dạ. Theo chị thì chị và đoàn thanh niên của phường Lấy Thiêu sẽ có những cái chương trình hoặc cái hoạt động gì để mình có thể giữ gìn và có thể phát huy được những cái giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống? Để giữ gìn và phát huy làng nghề truyền thống, bản thân chúng tôi là tuổi trẻ Lấy Thiêu thì trước hết là chúng tôi sẽ thực hiện tốt cái việc tuyên truyền cái làng nghề truyền thống nói chung và làng nghề làm heo đất nói riêng, và đặc biệt hơn đó là chúng tôi sẽ tham mưu với cấp bộ chính quyền địa phương tổ chức các lớp dạy nghề truyền thống để cho những thế hệ trẻ cũng có thể tiếp cận với làng nghề truyền thống này, để từ đó giữ gìn và phát huy làng nghề truyền thống. Và đặc biệt hơn, bản thân tôi là một giáo viên thì chúng tôi sẽ đưa cái việc mà tuyên truyền này vào trong trường học để tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cho bản thân học sinh, sẽ tự tay vẽ nên những con heo đất, từ đó giúp các em có thêm những sự hiểu biết về làng nghề truyền thống, và một phần sẽ giúp các em sẽ là người sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy cái truyền thống này. Ngoài ra thì chúng tôi còn thực hiện các hoạt động như là để các hộ làm heo đất
tiếp cận với cái nguồn vay vốn để từ đó mọi người yên tâm hơn trong việc sản xuất, hoặc là có thể từ cái nguồn vay vốn đó mở rộng sản xuất, đưa cái việc mà làm nên những sản phẩm chất lượng hơn, hiệu quả hơn và đạt được kết quả tốt hơn. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của anh chị và hy vọng đoàn thanh niên của phường Lái Thiêu sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy cái làng nghề truyền thống này. Xin cảm ơn. Cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra vô cùng mạnh mẽ, thì nghề làm heo đất cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với tình yêu nghề, sự năng động và sáng tạo trong lao động sản xuất, nhiều cơ sở có nhiều cách đổi mới, hình thức để duy trì và phát triển ngành nghề của mình. Thì đứng cạnh tôi đây là chị Võ Thị Thanh Hà, chủ của cơ sở heo đất Tâm Hà. Thì những năm gần đây thì đứng trước những cái nguy cơ mà cơ sở cũng như là cái ngành nghề của mình bị mai mọt, thì cơ sở của mình có những cái định hướng để phát triển, thì chị có thể chia sẻ thêm về cái định hướng riêng của cơ sở mình được không ạ? Phát triển là do nhu cầu của khách hàng, người ta nhu cầu mình, ví dụ như hồi xưa mình chỉ làm con heo truyền thống thôi, bây giờ thì nó đa phần mẫu mã, giống như là mấy cái phim hoạt hình 3D rồi đó, thì mình sẽ vẽ ra những cái con đó để mình theo thị trường. Chứ còn như mình lấy cái nghề truyền thống hoài thì nó cũng không được. Rồi thêm phần nữa là bây giờ họ có nhu cầu sang cái lĩnh vực thịt cao nè. Nó sẽ đẹp hơn, mẫu mã nó sẽ kiểu như bóng bẩy hơn. Còn con heo đất của mình thì dạng như truyền thống thôi. Khách hàng người ta thích thịt cao thì mình sẽ làm thịt cao. Còn người ta thích heo đất thì mình làm heo đất. Nói chung là làm đủ mẫu mã hết. Chứ không phải như hồi xưa mình chỉ có con heo thôi. Thì thị hiếu của khách hàng bây giờ là họ cần cái sự đổi mới, thì cơ sở mình cũng có những cái định hướng riêng về cái đổi mới cũng như sáng tạo về cái cách sản xuất của mình, phải không ạ? Thì vậy cơ sở mình có những cái lợi thế nào để khi mình sản xuất ra thị trường những con heo này á, thì mình có thể cạnh tranh lại với những cái cơ sở khác? Giống như thị trường thì thường thì mỗi năm nó sẽ có những cái con giáp, thí dụ năm nay năm mèo thì mình sẽ làm con mèo. Nhà nào người ta thường tới năm con đó là người ta sẽ mua và con đó về để tượng trưng cho cái sự may mắn của năm đó. Ngoài thị trường trong nước thì cơ sở mình còn có xuất khẩu ra thị trường nước ngoài không chị ha? Thì ở đây mình cũng có một vài khách hàng Tết họ nhu cầu, giống như là họ gói quà Tết qua bên Trung Quốc, Đài Loan rồi thì họ gói kèm với bánh mứt rồi. Năm nào thì mình cũng có giao cho một số lượng cũng tương đối. Xin cảm ơn những chia sẻ thật là hữu ích từ chị. Và em chúc chị và cơ sở mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Cái nghề làm heo đất của mình sẽ giữ gìn được cái ngành nghề truyền thống này của địa phương. Em xin cảm ơn. Đến đây, Ngọc Hà và ekip thực hiện chương trình Tôi Yêu Bình Dương do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương phối hợp cùng tỉnh đoàn Bình Dương thực hiện. Xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn và quý vị khán giả trong chương trình tiếp theo.